Xin chào các bác. Ở video clip này gửi đến các bác một đôi loa giá dưới 5 triệu. Em nói giá luôn đầu video, giá chỉ 4.800.000 đồng. Đôi loa này rất hay các bác nhé. Thứ nhất, đây là một đôi loa thùng to, đẹp, màu vân gỗ rất là đẹp. Và các bác có thể thấy tình trạng đẹp vuông thành sát cạnh. Và nó là đôi Onkyo S5000, sử dụng một mít chét giấy, có vi tinh chỉnh và một bát 20. Bát này phải tầm 25, 27 gì đó các bác, rất to. Nếu mà so con bát này quay liên sang ngang với đôi loa Diatom 35B kia thì nó to gần như nhau, cũng không biết nói 25 hay 27 nữa. Và điều đặc biệt, đôi loa bát này độ nhạy rất cao các bác, độ nhạy rất cao luôn, các bác nhìn đấy ạ, độ nhạy rất là cao các bác nhé, độ nhạy cao. Và sử dụng gân vải tẩm dầu mềm nhũn luôn các bác, cái chất liệu gân vải rất cao cấp. Lỗ thông người phía trước, đây là một đôi loa đẹp xuất sắc, e căng đầy đủ. Đó, từ loa đến e căng rất đẹp luôn. Và để các bác giá chỉ 4.800.000 để các bác chơi. Gông vành đẹp, bóng lư, và nó có một gông bằng kim loại rất đẹp các bác. Và chất âm của nó thì phải nói là cực kỳ mềm mại, uyển chuyển và đánh bát rất sâu. Đây lỗ thông hơi của nó đây. Với cái lỗ thông hơi phía trước như vậy thì nó cho ra cái giải âm trầm rất là miên man. Và cái âm hình của cái giải trung trầm nó rất là nội lực. Và đôi loa này mang ghép với chiếc âm ly Onkyo nữa, A3500. Chiếc âm ly có giá 3 triệu, đôi loa có giá 4.800.000, cả bộ cấu hình giá 7.800.000 đồng, cực kỳ hay các bác. Chiếc âm ly này đánh 2 cầu AB A cộng B, 4 đến 16 ohm. Đôi loa còn đẹp xuất sắc. Đây là cái băng dính em vừa bóc, em vẫn chưa lau hết, các bác lưu giúp em. Bên này vẫn còn băng dính đây các bác. Đẹp cứng tay từng góc cạnh. Một đôi loa giá chỉ 4.800.000. Nghe nhạc chuyên sâu cực kỳ hay các bác. Xin cảm ơn người nằm xuống để có một ngày. Cho chúng mình ta lại gặp ta, con vòng tay mở dòng thương mến bao la. Chuông chùa làng xa chiều lại vang, bếp ai lên khói ấm tình thương. Bát cơm dầu thắm môi tình quê, có con trâu à, em xin mời nhỏ giới thiệu một chút đôi loa này. Nó có cái chiều rộng nó khoảng độ 35 phân. Và chiều cao nó khoảng 75 phân. Các bác nhé, lưu giữ em khoảng 75 phân chiều cao. Thì các bác lưu ý, chiều sâu nó khoảng độ 28-30 gì đó. Chiều sâu khoảng 30 các bác nhé. Một đôi loa rất đẹp luôn, giá 4.800.000. Và bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc sống cho các bác nghe. Bộ cấu hình này các bác có thể nghe đa thể loại được. Chiếc âm ly này có chất âm rất hay, độ bén tiếng rất tuyệt vời. Và âm ly này đánh vào những dòng loa Bose 301 cũng cực kỳ hay các bác nhé, cực kỳ hay luôn. Và bây giờ mời các bác cùng thưởng thức chất âm đánh vào những bản nhạc sống như vậy các bác. Đánh bass cực kỳ uy lực các bác. Thank you.
xin tạm dừng video clip tại đây. Bạn nào có nhu cầu lấy bộ cấu hình này thì nhắn tin cho em qua hai số điện thoại 0981193686 hoặc 0983662586. Em giao hàng toàn quốc. Tối ngày mai em sẽ hẹn các bác một buổi live stream tri ân khách hàng. Hiện nay kênh nhà em đã đạt 40.000 lượt sub và một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bác. Không biết là đúng ra tối ngày hôm nay em sẽ live stream, nhưng ngày hôm qua em đã có một chút vấn đề về răng miệng và em đã phải đi nha sĩ, nên hôm nay em còn nói chưa rõ các bác. Rất đau mồm, rất là đau họng luôn, nên thì các bác thông cảm. Tối ngày mai em sẽ live stream với các bác. Các bác có thể thấy đây, anh em bọn em đã vệ sinh rất rất nhiều âm ly cũng như là loa để ở nhà, để tối ngày mai bọn em sẽ xả cho các bác bán tri ân. Các bác có thể lựa chọn rất rất nhiều mẫu âm ly, từ âm ly đài, âm ly xuất Mỹ cho đến âm ly cỏ, âm ly đắt tiền có tất các bác nha. Và bây giờ em xin tạm dừng video clip tại đây. Bác nào có nhu cầu lấy bộ này, các bác lưu giúp em. Bộ này em để giá cực kỳ rẻ rồi, ở livestream cũng giá như vậy thôi các bác. Thì các bác hãy nhắn tin qua hai số điện thoại trên. Và ngày mai em sẽ có 30 sản phẩm bán đồng giá để các bác lựa chọn. Và các bác lưu ý, chương trình livestream sẽ bắt đầu từ 20:30 tối ngày mai, là ngày 26 tháng 3 thứ tư, để các bác chú ý theo dõi và sắp xếp thời gian. Và bây giờ em xin tạm dừng video. Xin kính chào các bác.